Xin chào cả nhà, thì hôm nay thì sẽ giới thiệu cho cả nhà xem cái nồi nguyên của em quay còn được gọi là nồi nữ hoàng. Đây là cái nồi thùng của cái nồi. Dĩ khi mà mình có thể mình chiên bánh hoặc là mình chiên thịt gì đó mình sẽ để lên đây để là cho nó lõi được cái dầu. Và đây là cái dĩ để mà mình nấu được 10 món là giống như là rau củ và thịt cá. Thì cái nồi này á, thì Hằng cực kỳ thích là tại vì giống như là có thể là thông thường á, giống như là mình sử dụng ở nhà thì có thể là sử dụng là nồi cơm điện nè, thì mình mua cũng khoảng được 2 triệu rồi nồi chiên xào và nồi nướng thì tất cả nó trung bình Hằng cho là 10 triệu. Thì bảo hành á thì tối đa chỉ có 1 hoặc 2 năm thôi. Nếu mà mình muốn bảo hành nó giống như là cao nhất đó, là 5 năm, và mình muốn bằng bảo hành nó được 100 năm thì sao, thì phải tốn là khoảng 400 triệu. Và khi mà mình sử dụng cái nồi nguyên của em quay á thì đặc biệt là Hằng tiết kiệm được là nước nè, thì trung bình 1 tháng á thì Hằng sử dụng khoảng nếu mà nấu nồi nguyên á thì khoảng 2 khối nước, và sử dụng 1 tháng, và nếu mình sử dụng 1 năm á thì là 24 khối nước. Thì Hằng cho ít nhất là trung bình đi là 1 khối nước á là 10.000. Thì mình sử dụng 100 năm thì nó là 24 triệu, thì nó đã tiết kiệm được cho mình rồi. Và cái thứ hai á, là tiết kiệm được về cái nhiên liệu, là giống như lúc trước Hằng nấu á, thì những cái nồi thông thường bên ngoài á, thì Hằng nấu là 1 tháng á, ít nhất á, là hết khoảng khô nửa bình ga. Nếu mà một bình ga mà trung bình mình xài á, thì tầm khoảng chỉ có 3 tháng thôi. Và đặc biệt là khi mình sử dụng cái nồi nguyên này á, thì một bình ga mình sử dụng là được 4 tháng. Bây giờ trung bình ga của mình là đã 400 ngàn rồi. Thì một tháng á, là mình sử dụng là 100 ngàn. Thì khi mà mình sử dụng khoảng 24 tháng á, thì khi mình sử dụng 24 tháng á, thì là nó khoảng 2 triệu tư rồi. Nếu mà mình sử dụng 100 năm á, thì nó tầm khoảng 120 triệu. Và khi mà mình sử dụng nồi này á, thì Hằng có thể là nấu được nè, nấu cơm nè, nấu canh nè, có thể chiên thịt được nè, có thể là làm bánh, đặc biệt là cái mùi bánh trung thu. Và khi á, mình sử dụng nồi này á, là nó sẽ không có mùi nữa. Và được thứ nhất là Hằng bảo vệ được cái sức khỏe gia đình của mình nè. Và tại vì khi cái nồi này á, mình nấu nó có một công nghệ là Vitalox, nó sẽ giữ được là khoảng 80% dinh dưỡng, và đặc biệt là hạn chế được gia vị. Và khi mà Hằng sử dụng cái nồi này nấu 10 món á, thì Hằng chỉ để là khoảng một ít nước tương thôi. Hằng không có cần phải niêm yếm để bột ngọt hay là đường gì hết. Giống như lúc trước mình nấu không phải niêm là bột ngọt nè, đường muối hoặc là hạt niêm gì đó, nhưng mà bây giờ mình nói không chứ gia vị, tại vì mình nấu mà này mình chỉ để một tí nước tương thôi. Và khi mà nấu chỉ có 40 phút thôi là đồ ăn nó đã chín nè, và đặc biệt là gắt vô miệng với mình, và nó sẽ bảo được cái sức khỏe của mình nữa. Và mình bảo vệ được cái môi trường nè, đặc biệt là tiết kiệm được tiền nữa. Là khi mà mình sử dụng này mình tiết kiệm được nước nè, và nhiên liệu nữa, và đặc biệt là bảo vệ được cái sức khỏe của mình á. Cả nhà thấy thích không ạ? Và hôm nay thì Hằng sẽ là minh họa cho cả nhà xem là giữa cái nồi nguyên và cái nồi bên ngoài của mình dùng hàng ngày, và đó là lý do tại sao mình chọn cái nồi này. Đây là cái nồi bên ngoài của mình sử dụng, là cả nhà thấy không, khi mà mình sử dụng là mình nấu canh hoặc là mình kho cá gì đó thì mình chỉ đi rửa xong sơ sơ là mình cảm thấy nó sạch rồi, nhưng hàng chắc hết là nó sẽ giống như những cái
quai này nè, nó bắt những con ốc vít đó thì nó sẽ đóng cặn bã trong đó, thì mình không thể nào mình vệ sinh sạch được, và khi mình nấu ăn vô á thì nó sẽ làm hại sức khỏe của mình. Và nồi của Win của em quay á thì cả nhà thấy là không có ốc vít gì hết. Mình sẽ cho cái lượng nước là hai bên giống nhau. Chà khoảng 40 trái giống như hàng ngày cho mình rửa. Bên đây là cái nồi mà thông thường chúng ta sử dụng bên ở nhà. Bên đây là nồi của nồi Win. Cái nhà thấy có sự khác biệt không? Là đây là cái nồi bên ngoài chúng ta chùi ở hàng chùi rất là nhẹ tay đó, nhưng mà giống như là cái cảm giác là khi mà mình chùi cái nồi này nè, rất là nặng tay, rồi nó giống như là nó rất là khó chùi. Và khi mình chùi lại cái nồi em quay, rất là nhẹ tay, và đặc biệt đó là cái nước, cả nhà thấy là nước trong đúng không? Và và khi mà mình chùi cái nồi bên ngoài á, thì cả nhà thấy là nó chảy, nó xước ở bên trong bề mặt của cái nồi. Còn đây, nồi vẫn sáng bóng và không có bị chảy gì hết. Và đó là hàng cực kỳ tuyệt và đã. Và giống như là người phụ nữ nào cũng thích hết, là tại vì khi mà nấu này nè, nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho mình và nó đảm bảo được cái sức khỏe của gia đình mình, là giữ được 80% dinh dưỡng. Và khi mà thằng đi làm về á, giống như là bận rộn công việc gì đó thì thằng chỉ bắt một cái nồi Win lên thôi, thằng có thể sử dụng được vừa cơm nè, mà nấu được canh nè, và nấu được những cái món mà nấu được 10 món, đó là tiết kiệm được cái thời gian mà đặc biệt là rất thích. Và cái nồi này thì đặc biệt là khi mà mình bận rộn gì đó thì mình chỉ việc mình bắt ở đó thôi, và khi mà mình muốn ăn đó thì mình dở nắp ra, nó vẫn giữ được cái nhiệt và giữ được cái mùi của thức ăn và đảm bảo là cho cái sức khỏe của mình. Thì thầy sẽ mời một cái anh chuyên viên về nồi Win sẽ giới thiệu về cho cả nhà xem về cái công nghệ Win Plus nhé. Xin chào cả nhà. Rồi sau đây mình sẽ được anh nhân viên bên kỹ thuật nồi hãng công ty Avay nha mọi người. Anh giới thiệu về kỹ năng và kỹ thuật công nghệ Vitalock của cái nồi này nha. Rồi xin mời anh ạ. Và đây là cái nồi em quay, là được gọi cái nồi hoàng hậu. Rồi nó thần kỳ cái là khi mình nấu rồi, trên bếp mình nhắc xuống, đây là mới vừa nhắc xuống, nhưng mà mình muốn để cho thức ăn nó giữ được á, mà mình khi mình chưa có ăn kịp á thì cái nồi này nó sẽ tự là phá lại luôn. Phá lại có nghĩa là mình đắp cái nắp, mình dỡ nguyên cái nồi lên được luôn đó. Cái nồi bên ngoài là không có cái chức năng này, là nó sao nó tự phá ra, anh có thể nói lại cho thì khi mình nấu trên bếp nó từ từ nha. Khi mình nấu trên bếp và nó còn nóng á thì mình muốn ăn liền á thì mình dỡ cái nắp ra đó, còn mình muốn chưa muốn ăn liền á thì mình sẽ không dỡ nắp ra, thì cái nồi này nó sẽ tự phá lại, phá để nó giữ được cái độ ẩm, nó giữ được cái chất dinh dưỡng lại, nó phá là chất dinh dưỡng lại luôn. Là khi là mình ăn á thì mình đặt lên bếp đợi thì bắt đầu cái nắp nó mình sẽ mở ra được. Em hiểu. Nhưng ví dụ như mọi người nấu ăn xong á mà mọi người không có ăn liền á, mọi người để nguội
là cái nồi này cái nắp nó tự phá nha mọi người, như nó là công nghệ Vitalox đóng cửa tự động nha mọi người, là nó thông minh nó có thể mình đóng cái nắp mình dỡ ra luôn đó. Đó chừng nào mà mọi người muốn ăn lại á cho mà bắt lên bếp nóng lên mình sẽ mở nắp được cho mọi người. Đây là công nghệ Vitalox, đây công nghệ kỹ thuật nha mọi người ơi, là cái nồi nó thông minh cỡ mức độ đó. Đây là kỹ thuật mới của công ty Away nha mọi người, đó dỡ lên cho mọi người coi đó. Giờ đây bây giờ mình muốn là dỡ nắp ra đúng không, mình sẽ bắt lên cho nó lên bếp lại. Thôi anh có thể review liền luôn nè. Đây mình có quay lên review mở nắp cho mọi người trực tiếp luôn nha mọi người. Đây trước khi bật bếp á, anh có thể dỡ ra một lần nữa cho mọi người xem, là công nghệ Vitalox nha mọi người. Đây anh dỡ lên cho mọi người xem nó lóc nha mọi người. Là nào cái nồi nóng lên mọi người mới thể mở cái nắp ra được, đó là công nghệ của kỹ thuật của công ty Away nha. Bao lâu mình nấu cái nồi nó sẽ nóng lại là mình sẽ dỡ được cái nắp kìa. Đó là để khi nó phá thông minh là để làm gì, nó sẽ giữ được cái thức ăn nó ngon và nó sẽ phá được cái độ dinh dưỡng là những cái dưỡng chất trong này. Kỹ thuật rất là tiên tiến đó, nhờ có thể là dỡ lên đó thôi, cảm ơn mọi người. Đó mình chỉ bật lên đấy thôi, chỉ có công nghệ này mình có thể là mình giữ thức ăn được thôi, chứ công nghệ khác mình sẽ không làm được nha mọi người. Và trong khi mình dỡ lên đó, mình sẽ ngửa cái nắp nồi lên đây cả nhà, chứ mình đừng có úp xuống cái bàn. Úp xuống cái bàn là có nghĩa là mình sẽ là cắt luôn cái bàn để lấy ra được cái nắp. Nó phá cái mức độ cả đó, là có thể là mình lỡ tay mà mình dở nắp ra mình úp xuống cái bàn là sao phá mình, là nó sẽ đúng là nó sẽ phá hết luôn cái bàn, hết cái bàn luôn người mọi người. Dở không được, đây là một điều quan trọng mọi người khi nấu cái nồi này nha. Vấn đề đó mọi người, mà lỡ tay á mình dở nắp ra mình úp cái bàn nó sẽ hết cái bàn luôn nha mọi người ơi, đó là rất là lợi hại. Đó, giờ đây là cái món lẩu khô rồi, món đã được nấu chín. Giờ đây mình sẽ đem ra ngoài. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh chia sẻ cho mọi người biết nha. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi.